Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn biết cách để các bạn thay một cái ổ khóa tròn. Thì ổ khóa này là sẽ là ổ khóa phòng. Thì cách thay cho nó rất là đơn giản luôn. Khi các ổ khóa nhà các bạn nó bị hư, lỡ nó bị hư cái chốt này, hoặc là nó mất chìa đi, hay là nó gài nó khóa lại không được ha, thì lâu ngày chúng ta xài nó vẫn hư mà. Thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách thay nó rất là đơn giản nha. Rồi, ở đây mình ví dụ đây là ổ khóa hư nha. Rồi để có thể tháo cái ổ khóa hư này ra thì các bạn sẽ nhìn ở bên hông, ngay chỗ cái lỗ của nó là các bạn. Ở đây sẽ có một cái lỗ thì các bạn sẽ nhìn thấy ở bên trong nó sẽ có một cái chốt màu đen đen. Đó, các bạn thấy không? Đen đen. Đó thì các bạn sẽ sử dụng một cái vít nhỏ nhọn như thế này, hoặc là một con vít như thế này cũng được nha các bạn nha. Đó thì mình sẽ ít có ai có cái vít nhỏ như thế này thì mình sẽ sử dụng một con vít để mà mở ra thôi ha. Nè, dùng con vít nè các bạn. Chúng ta sẽ đưa vào bên trong cái chốt này. Đó. Bạn đưa mạnh vào, các bạn kéo ra, đó, thấy không? Đó, thì cái chốt đó, cái chốt nằm bên trong đây cái lỗ này các bạn. Khi các bạn đẩy vô thì nó sẽ lọt vô cái rãnh này, khiến cho cái tay nắm này nó không có gớt ra được các bạn ha. Thì chúng ta sẽ đẩy vô cái chốt này, là có nghĩa là cái chốt trong đây nó sẽ ra khỏi cái rãnh này, khi chúng ta kéo mới ra được ha. Sau khi tháo cái tay nắm ra, thì các bạn sẽ mở cái vòng này ra. Đó, mở cái vòng ra như thế này. Các bạn sẽ sử dụng cái tu vít nè, tu vít ba ke nè ha. Các bạn sẽ mở hai con ốc này ra, ốc trên và ốc dưới. Rồi, sau khi mở hai ốc ra xong thì các bạn sẽ kéo này ra. Rồi, các bạn sẽ lấy nguyên cái ổ ra nè, cái ổ các bạn sẽ rút ra từ ngoài trước ra nè. Đó, các bạn rút ra như thế này. Còn phần cái chốt nè thì các bạn cũng sẽ mở hai góc này ra là nó ra thôi. Rồi, mở hai góc ra xong, kéo ra là ra thôi các bạn nha. Rồi sau khi chúng ta tháo được ổ khóa ra đúng không? Thì các bạn sẽ lắp một cái ổ khóa mới. Ở đây mình sẽ ví dụ cái ổ khóa cũ lúc nãy á, là ổ khóa mới luôn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gắn một cái ổ khóa mới vào trong đây. Thì các bạn thấy á, cái cánh cửa này á, nó sẽ đóng từ trong đóng ra. Thì các bạn á, nhìn cái chốt này các bạn đừng để lộn nha. Nếu các bạn để như thế này thì các bạn đóng lại á vẫn được, nhưng mà khi mà ở ngoài họ đẩy á, nó sẽ chạy vô luôn nha. Nó sẽ chạy vô như thế này. Đó là bên ngoài mở được. Các bạn phải xây lại như thế này. Đó. Xây lại như thế này thì các bạn để vô như thế này. Các bạn sẽ dặn hai con vít lại. Các bạn sẽ cố định cái chốt này lại trước nha. Cho nó cứng. Rồi, chúng ta cố định hay cái chốt này lại cứng rồi đúng không? Rồi, các bạn sẽ lấy cái ổ ra, cái ổ này ha. Rồi, các bạn sẽ đưa từ ngoài trước đưa vô như thế này ha. Rồi các bạn sẽ chú ý bên trong cái ổ này các bạn, nó sẽ có một cái lẫy nè. Đó, cái lẫy này là nó sẽ kéo cái chốt này ra vô ha. Thì khi các bạn gắn cái ổ vô á, các bạn sẽ chú ý ở đây nha. Chú ý ở đây có thể xuất cái rãnh này các bạn ha. Bạn đưa từ ngoài trước vô như thế này, đưa vô. Và các bạn đó, cho cái đó, cho cái lưỡi đó nó lọt vào bên trong cái rãnh đó nha. Các bạn xây làm sao và cho nó vô là được. Đó, nó rất là đơn giản luôn. Rồi sau khi vô như vậy xong thì các bạn sẽ gắn cái miếng này vào đây lại. Với những gì mà chúng ta đã tháo ra lúc đầu á, chúng ta tháo cái cũ ra sau thì chúng ta lắp cái mớ lại nó cũng y hệt vậy đó. Dặn hai ngót lại. Các bạn sẽ dặn đều trên dưới, con trên con dưới cho nó đều với nhau để cho cái ổ khóa này nè nó không có bị lệch ha. Rồi các bạn dặn cho nó đều, nhìn thấy sao cho nó đều cái cốt bên trong á, nó thẳng quanh kia, nó không có bị xéo nha. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái nắp này nè, dặn vô đây. Đó, các bạn nhận cứng lại thì cửa gỗ hay là cửa nhôm hay là cửa bằng mũ thì nó đều gắn giống như nhau thôi ha. Rồi chúng ta sẽ gắn cái cũ nè, cái tay nắm của nó nè vào trong đây. Các bạn nhìn thấy nè, ở đây các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái g các bạn nha, cái g đây. Thì các bạn đút vô á là các bạn phải cho cái g đó nó nằm ngay đây để mà đẩy vô ha, chứ đừng có để qua hướng bên chỗ khác thì nó sẽ không vô đâu nha. Cái g này
cái gờ này nó sẽ lọt vô cái rãnh này nha. Chỉnh làm sao mà cho cái lọt vô rãnh đó, đó cho cái này nó lọt ra nè. Đó rồi hiểu không, các bạn sẽ đặt vô thôi. Đó vậy là ok rồi nha. Đó vậy là ok rồi, khóa lại nè, bên ngoài không có mở được nha các bạn nha, chỉ có chìa khóa mới mở được nó thôi, có chìa khóa thì mới mở được nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đóng lại thử cho các bạn coi nha. Đó, bạn thấy không, mở ra nè. Đó, đóng lại nè. Đó, rất là đơn giản nha các bạn nha. Các bạn có thể áp dụng theo cách này để mà thay cái ổ khóa tròn, ổ khóa cửa phòng hoặc là ổ khóa cửa toilet nha. Thì cái thông tin này nếu các bạn cảm thấy thông tin của mình chia sẻ hay và hữu ích đó, thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình thêm phát triển các bạn nhé.